Cửa hàng Miro xin mến chào tất cả các bác nhé. Và trong video này em trân trọng được giới thiệu những quảng bá đến toàn thể các bác một mẫu đẩy phù hợp cho bác chơi gia đình, một dòng đẩy cho chất âm cực kỳ hay phù hợp cho bác đánh loa full không nhé. Dòng đẩy hai kênh và mỗi công suất mỗi kênh cho nó ra đặt ra là 750-800 amp kênh, đó mẫu đẩy LA800 LAB Group Fan, mẫu đẩy mà tại cửa hàng em đã mới về hàng được cả 2 hôm. Và hôm nay là ngày 24 tháng 6. Thì trên thị trường, như biết thì có rất nhiều các sản phẩm đẩy khác nhau và chạy rất nhiều dòng mạch. Thì mẫu đẩy mà hôm nay bên cửa em giới thiệu đến toàn thể các bác là mẫu đẩy chạy mạch Class AB 2 kênh các bác nhá. Phù hợp cho anh em chơi gia đình với mặt đằng trước màu đen và một công tắc nguồn rất là lợi và chắc ở phía trước các bác nhá. Và sử dụng một bán kính nguồn lớn đồng rất là lớn các bác nhá, nguồn đồng 100% để có thể chịu tải được với 2 cặp bắt 30 với công suất 800W. Và những dòng này vì sao em phải nhấn mạnh là nó phù hợp đánh full, vì khi các bác chơi những cặp full, nếu dòng leo, các bác lưu ý nhá, nếu mà dòng leo mở loa bát leo tem leo thì các bác nên chọn những sản phẩm đẩy chạy bằng mạch và bằng sò tô, vì nó sẽ bổ trợ cho bác tiếng súp, tiếng bát thì có tiếng bát. Còn những dòng loa mà khi tiếng bát gọi là từ thường và tép thường thì dưỡng lòng loa full như vậy thì bác nên chọn cho mình những con đẩy chạy bằng mạch Class A hoặc Class D, TD tùy, nhưng nó chạy bằng sò MOSFET hoặc sò LJWK mà hôm nay em đang giới thiệu các bác. Vì dòng sò LJWK này là phân khúc xếp nhì bảng sau sò mũ vua bác nhé, và sò Schenken, nghe song song với sò Schenken là hai dòng sò nó cho chất âm sáng, sạch, trong, giải bát của nó rất là hay và trải chép rất sáng, sạch sẽ. Chính vì vậy nó rất phù hợp cho các bác chơi loa full, như là những cặp loa trợ lời này hay những cặp loa thông thường các bác chơi gia đình, thì đây là con đẩy cho chất âm hay trong cái tầm tiền mà tại cửa hàng mình đã bán trong vòng 3 năm qua phục vụ các bác quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và cũng báo cáo bác thì trên thị trường đối với những mẫu đẩy thì các bác lưu ý bản thân đối với con mạch LA này nó tương đương con mạch Yamaha XP7000, nhưng nó nâng cấp hơn, đó chính là chạy bằng sò LG thì chất âm nó sáng sạch hơn. Thì trên thị trường thì cũng có một phiên anh em hay bán những phiên bản này, nhưng có hàng loại 2, có hàng loại 2 ở đây chính là nó không có con bù áp đây. Em lưu ý các bác này, con bù áp đây nó sẽ ngoài thiết kế 32 sò thì nó sẽ còn 4 con bù áp quan trọng lắm các bác này. Đấy, 4 con bù áp thẳng đây. Cái bù áp này nó là thứ nhất nó là sò kích để cho đủ công suất. Cái thứ hai nữa là có bù áp này thì nó sẽ đánh được ở cái mức dòng điện thấp thì nó vẫn có thể duy trì cho bác được và sự ổn định nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy khi con đẩy thiết kế ra nó phải có bù áp các bác nhé. Và một lần nữa thì em sẽ quay lại phần nội thất bên trên đây, sẽ ngắm của các bác cùng ngắm lại bên Hiếu Minh. Dòng sò này nó thích ứng rất nhiều trên con đẩy hãng, những sản phẩm đẩy như là của AAP, PS hay là những sản phẩm đẩy của CAF hay là những sản phẩm đẩy của Moti đều sử dụng dòng sò LJWK này các nhé, cho dòng sò đánh loa full rất là hay. Mở cái mức giá đối với con đẩy này với công suất rất là khỏe, hàng loại 1 ở Trung Quốc và phù hợp các bác chơi tầm tiền rất là khỏe các nhé, đánh được tối đa 2 cặp bắt 30. Các bác cùng ngắm lại, nó thiết kế là 32 sò cả bù áp 2, 4, 6, 8, 8 trên 8 dưới, 16, 32. Cái những sò thực bác để ở chợ xứ này, quay cho bác này, 2, 4, 6, 7, 28 sò thực trên tổng số 32 sò, sẽ 4 bù áp, chưa kể là MOSFET ở đây, các con sò kích ở đây nó bù áp. Và sử dụng 8 tụ lọc nguồn nhé. Với dòng này thì em đã bán rất là lâu rồi, báo cáo bác trên kênh cái mức giá em sẽ thanh đưa đề, một cái mức giá rất là dễ chịu cho anh em, chỉ có trên 3 triệu đồng một chút thì các bác có sử dụng cho mình một con đẩy khỏe, mới và bảo hành dài. Đây là con đẩy mới tinh được bên cả mình bảo hành 1 năm và một đổi một trong 1 tháng đầu. Cùng ngắm lại bên phía sau hậu nữa. Thì cũng nhấn mạnh cái điểm sau hậu mà gần như trên các con đẩy ít khi con đẩy nào trong tầm giá 12 kênh công suất vừa phải nhưng cái mức giá nó đưa ra giá tốt thì nó lại sử dụng đó là tín hiệu đường link, mà không phải con đẩy phân khúc nhỏ nào cũng có. Thì trên con đẩy này sắp ứng được các bác là nó sẽ có thêm 2 đường link ra, để có linh ra một thiết bị khác nhà bác sử dụng âm ly hoặc nó sử dụng là đẩy công suất khác để tính là đánh súp hoặc gì đó, có thể là linh tín hiệu ra
và tín hiệu đầu vào, hai đường tín hiệu vào với các chế độ như cắt giúp, chế độ đánh brai, parallel, dồn kênh đầy đủ và tín hiệu ra bằng lưu trích hoặc rất kẹp các nhé. Đầy đủ tính năng cho các bác cũng anh em. Giờ chúng nói thì một số con đẩy thì hãng đến hiện tại bây giờ người ta muốn luôn nâng cấp, nhưng mà nhiều con như của DE chẳng hạn có như thì chế độ như đường link là không có, một cái mà em thấy nó rất là thiệt thòi cho các bác. Và cái thứ hai nữa là chế độ dồn kênh còn đấy không có, nhưng tùy theo sản phẩm đẩy của mỗi hãng khác nhau, họ thiết kế khác nhau, thì con này em thấy nó là đầy đủ tính năng cho các bác, dễ sử dụng và các bác chơi gia đình với mức giá rất là hợp lý và được hậu mãi tốt và hành dài. Đó là cái tiêu chí mà mình luôn đưa ra để phục vụ bác. Chính vậy những mẫu này mà em vẫn duy trì nhập các bác đến thời điểm tại bây giờ là 3 năm rồi. Thì các bác cũng anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cảng em qua 2 số online hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh, cơ sở 1364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt từ các bác cũng như anh em thợ cửa hàng có nhu cầu nhập xỉ lẻ đối với sản phẩm đẩy công suất hay những thiết bị âm thanh thì hay những loa bãi hay loa mới thì có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng em.